mong là mấy anh YouTube và mấy anh chị mạnh thường quân là mấy anh chị cộng đồng em chia sẻ cho em, chia sẻ cho gia đình của Cường như bé Thư, có thể các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình Cường và cùng em gia đình Thư có thể tìm ra một cái luật sư nào đó có thể tín nhiệm để giúp đỡ cho Cường tránh cái án. Nhưng mà em kẹn quá ha, khóc xúc lắm, không biết sắp tới Cường sẽ đối diện như thế nào. Bé Thương thì em đón về được rồi, nhưng mà thời gian sắp tới cái án treo kêu cho bé Cường thì nó đau xót quá. Em 2 tuổi à? Thì em cũng giải đáp rõ vấn đề này luôn. Lúc em sanh bé thì em đưa bé thì bé không có giấy tờ gì hết. Cái thứ hai nữa là em đi nhiều năm rồi về mới gặp chị Loan kêu em là ký giấy để làm giấy tờ cho em bé nhập học, để nữa sau này em bé nhập học. Thật sự em cũng ký giấy nhưng mà không nghĩ là cái giấy đó sẽ là nằm vào cuộn giấy đen, một dược liệu vô cùng quý, vô cùng hiệu quả hiện nay, có tác dụng cực kỳ tốt cho hỗ trợ và phòng ngừa các bệnh về khối u, đặc biệt là hỗ trợ ức chế các tế bào ung thư, điều hòa các chức năng của gan, thận và tim, hỗ trợ bệnh tiểu đường, bao tử và đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Hiện tích bảo được làm 100% từ củ ngải đen tự nhiên, đảm bảo chất lượng, an toàn sử dụng. Hãy lấy lại sức khỏe của mình và gọi ngay cho Đăng nhé. Bây giờ thì cũng là tới nhà của mẹ ruột em Thư nè, cô chú anh chị. Suốt quãng đường thì có vẻ là rất là đuối rồi cả nhà. Lo chưa sao cưng? Chậm chậm đợi Thư lấy đồ đi luôn cưng. Rồi Cường đâu? Mắc cái gì? Mắc gì con? Gì đâu mắc con? Không có mắc gì đâu, trong xe là không có mắc đâu hết. Từ từ kiếm lại. Để Thư gọi đèn cho. Đúng rồi, xe của anh bánh mì mà. Ủa, nhớ đâu đồ con đâu có sách ra đây ta. Chỉ có 2 sách. Vui. Khẩn cấp không có khẩn cấp nào mà lại khẩn cấp cái này. Không phải đâu, không phải đâu. Phải đâu. Để nghe mình chắc. Ngoài đó là ngoài đó. Giờ vợ con ngoại là trong ngón cháu về đi cái nhà. Ông rơi nước mắt luôn rồi kìa. Còn đâu? Thế như vậy nó cũng được một cái phần ba nào trong đó rồi. Trong câu chuyện rồi phải không? Không, em suy nghĩ đó tới là Cường nó cứ đi án mà lòng em lại đau. Cơ quan nữa. Tại vì hai đứa nguyện nó sống chết nhau, em sợ là lỡ chở có chuyện gì nữa rồi hai đứa nó làm chuyện vậy rồi. Thế là vậy. Cái mong mỏi của em hiện tại là mong mỏi gì em? Dạ. Mong mỏi của em là mong mỏi hiện tại là mong được làm như thế nào đây? Em mong là mấy anh YouTube và mấy anh chị mạnh thường quân hoặc là mấy anh chị cộng đồng em chia sẻ cho em, chia sẻ cho gia đình của Cường như bé Thư, có thể các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình Cường và gia đình cùng em gia đình Thư có thể tìm ra một cái luật sư nào đó có thể tín nhiệm để giúp đỡ cho Cường tránh cái án. Nhưng mà em kẹn quá ha, khóc xúc lắm, không biết sắp tới Cường sẽ đối diện như thế nào. Bé Thương thì em đón về được rồi, nhưng mà thời gian sắp tới cái án treo kêu cho bé Cường thì nó đau xót quá. Không biết sắp tới bé Cường nó sẽ gánh cái tội gì. Trước đây nghe tới con trẻ đứa thì đi tù, còn đứa thì ngoài nghĩ chuyện dài dòn, em nghe em xót, em nghẹn, em nói không được.
Chị mong bây giờ là thật sự là chia sẻ ra rộng để em tìm được một cái luật sư nào đó giúp đỡ cho em Cường qua cái giai đoạn như là giảm án, giảm án cũng được, cho nhẹ đi cái mức án hoặc là án treo cũng được. Tội nghiệp con trẻ quá. Rồi cái chi phí mà để tìm luật sư đó gia đình mình có chưa hay là chỉ mong là mọi người giúp đỡ? Em đã xuống tận gia đình của anh, của bên Cường rồi, thì thật sự gia đình Cường thì không có khả năng. Còn hiện tại thì em đi làm ngày nào thì sống ngày nấy, với lại ba mẹ em cũng già, em chưa có khả năng để chi trả. Thì em nhờ cái cộng đồng mạng và các mạnh thường quân chia sẻ để giúp đỡ cho mình cho bọn trẻ qua cái giai đoạn này. Như dạng là nhờ là hỗ trợ một cái phần luật sư đó đúng không? Dạ vâng. Nói chung là sắp trong thời gian sắp tới thì sẽ không biết Cường sẽ trả giá như thế nào thì chưa biết được. Gia đình của em là mong mỏi là tìm một luật sư giỏi để tìm coi như là càng nhẹ thì càng tốt. Còn cái mong mỏi riêng cá nhân góc độ cao của em á, thì mong Cường là không bị gì hết, chỉ bị giống như là hành chính hay cảnh cáo gì đó thôi là được, đúng không? Thì cũng rất là mong rằng là những người hiểu biết pháp luật hay hoặc có những luật sư mà tư vấn giỏi đó thì có thể là liên hệ với gia đình để coi như là có một cái hướng đi nó tốt cho em Cường và em Thư. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng ta không biết là gì sẽ diễn ra tiếp theo. Còn về góc độ ở chỗ bà Loan em, còn góc độ chỗ bà Loan á, những cái điều mà bà chia sẻ trên những video đó là có thật hay là không nha? Thì nhiều cái em nghe chị Lo cũng có chia sẻ, và nhiều cái những cái câu chuyện em chưa được nghe. Nhưng mà em đính chính lại những cái câu mà em nghe chị Loan đã chia sẻ qua, là thứ nhất là cho bé qua nhiều trung gian là không hề, cái thứ hai nữa là ba em đem bút ra dạ cầu là không có, tại vì thực sự lúc em cho bé thì ba em không có ở quê, ba em đi làm ở xa. Em lén gia đình đi, lúc đó mẹ em cũng có hỏi là đi đâu, thì em cãi nhau bất đồng với mẹ, xong em đi ra thuê nhà mở, thời gian em đi về không có bí thư mang về, thì mẹ hỏi con bé đâu, thì em mới giấu với mẹ em, nói là em không có khả năng em nuôi, em đem về cho bà nội nó nuôi rồi, cho ba nó nuôi rồi, cha mẹ em không ai biết. Từ thời gian em đi về em có nghe là chị em nói là cha đi kiếm bé Thư, là con heo lùn, con bé này hồi xưa ở nhà kêu nó heo lùn thôi, mà kêu nó bé Thư á, đi kiếm heo lùn mà kiếm mãi cho không thấy, cho kêu bà về cho cạo đầu bà kìa. Em mới nói là em lựa cha là em đem nó về em đưa cho ba nó rồi. Đó tới thời điểm này 2 tuổi à? Thì em cũng vậy đó, tỏ như này thì luôn, lúc em sanh bé thì em đưa bé thì bé không có giấy tờ gì hết. Cái thứ hai nữa là em đi nhiều năm rồi về mới đập chị Loan kêu em là ký giấy để làm giấy tờ cho em bé nhập học, để nữa sau này em bé nhập học. Thật sự em ký giấy, nhưng mà em cũng ký giấy, nhưng mà không nghĩ là cái giấy đó sẽ là nằm vào 2012, không nghĩ tình trạng đó. Nhưng mà em là người mang đặng con em đẻ ra và em không biết được nó sinh ngày nào sao được. Đặc điểm trên cơ thể nó ngày lớn em không thể nhận dạng ra được, em không nhớ từng chi tiết đều, nhưng mà tháng năm của con em sinh thì em phải nhớ rõ. Em khẳng định là Thư là chắc chắn là 2009 đúng không? Em khẳng định là con em sinh năm 2. Nhưng mà do bà Loan trong thời gian em đi làm xa đó thì có. Thì em đi làm nhiều năm rồi, chị Loan mới kêu là em phải ký giấy. Ký giấy. Thì lúc đó là cho nên là làm khai sanh trễ, dạ, đúng không? Nên bây giờ chích lục là cái thời gian đó là dạ, nó trên lệch nhau mấy năm trời. Dạ vâng. Đúng không? Như em thời điểm cũng vậy, hiện tại thì em sinh năm 1994 nhưng mà ba mẹ em làm cho em là 1995. Đâu có thể giấu tuổi đi. Cứ nghĩ là mình ký cái giấy tờ đó cho mình đi, cho con mình đi học thôi, chứ không nghĩ là không nghĩ gì hết. Không nghĩ là cái năm sanh đó, nhưng mà nó lọt vào cái khung bây giờ là rất là phức tạp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thắc mắc một điều là cho dù là bây giờ bé Thư nó có mang ở trong cái giấy sinh năm 2012, nhưng mà tại sao chị Loan lại có cái chị Loan đi làm được cho bé Thư là cái giấy căn cước sinh năm 2005 để được. Dùng cái giấy đó làm một cái gì? Vậy là còn một cái giấy căn cước. Vậy là bé Thư còn một cái tờ giấy. Một cái tờ giấy căn cước làm sinh vào ngày 2005. Còn chị Loan thì nói thì sinh năm bao nhiêu? Bé Thư thì chưa có làm được căn cước thì cũng 12 tuổi. Bao nhiêu ngày tháng năm nào của 2005? Tháng 9 thì không chứ ngày 2005. Thư ơi, thì chú hỏi là mẹ nuôi của con là có làm dẫn con đi làm cái chứng minh nè. Dạ, hồi đó là con cũng biết là cậu ruột hay là cậu bên mẹ con. Là mẹ có lên trên chỗ mẹ con bán á, hỏi xin cho con dẫn cái gì chị Vinh để làm giấy căn cước, thì con cũng đi về, thì có cái gì kia tự xin là chị ruột của con cầm nguyên một sắp giấy, con cũng biết giấy là giấy gì thì con chưa có từng nhìn thấy.
thì dẫn tôi về dưới thì vô xã Kim Sơn để làm giấy tờ giấy căn cước. Thì con chỉ có trách nhiệm vô là đăng tay, tên tuổi, chụp hình thôi chứ con không có thấy cái giấy đó. Thì sao thì trong một tháng con lấy giấy xong là con về con hỏi mẹ. Ủa Thư ơi, Thư cho chú hỏi là con có trực tiếp thấy được, con cầm được cái giấy căn cước đó chưa? Dạ có. Con cầm được tờ giấy căn cước luôn hả? Tại sao làm tại Trà Vinh cũng không hiểu. Sao gốc ở Vĩnh Long mà làm căn cước ở Trà Vinh? Giấy chích lục thì lại không có. Nó chích lục ở Trà Vinh không có luôn. Dạ. Vĩnh Long cũng không có luôn. Cái vấn đề mà em hỏi chị Long, tại sao chị Long đi thưa với Cường là cầm cái giấy 2012 để quyết định thưa Cường cho em nó có cái mức án 7 năm, nhưng mà trong khi đó chị Long lại làm cho bé Thư thì một cái giấy chứng căn cước là 2005. Chị Long làm về cái mục đích gì? Em muốn hỏi là vấn đề chị Long làm mục đích gì mà tại sao đi làm hai cái đứa trớ treo như vậy? Bé Thư, chú cho chú hỏi con là cái căn cước là hiện tại đó giờ ở đâu? Dạ mẹ con giữ. Là mẹ nuôi giữ phải không? Dạ. Theo chị Long chia sẻ thì cái khai sinh thì năm 2012 rồi, không bao giờ làm giấy căn cước được. Dạ vâng, thì bởi vậy hiện tại bé cũng nói với em là hôm qua là trước khi chuẩn bị sáng hôm nay xuất viện ha, thì bé có nói với em là mẹ ơi lấy cái căn cước cho con mẹ Long giữ. Em mới nói là ủa con chưa có căn cước mà. Cái tối lại em mới kêu là mẹ về mẹ dắt con đi làm căn cước đi, căn cước của con mẹ Long giữ rồi. Cái em mới hỏi là con chưa có căn cước sao làm căn cước rồi mà giữ là sao. Nó nói là con có một cái căn cước mẹ Long dắt con đi làm là 2005 à. Cường thì Cường cho chú hỏi nè, con ở dưới bé Thư, sống chung với Thư từ ngày mà con có thấy được giấy căn cước đó chưa? À, lúc đầu thì con thấy con là bé Thư có điện quay cho con ghi hình lại hả? Không, chỉ là đang chết video là do con gọi đấy hồi Zalo cho con phải không? Thì... là con cũng có thấy là cái giấy căn cước đó rồi. Dạ. Ừ. Con không thấy rõ, chỉ thấy là 29 hay năm. Cho nên là con mới tin tưởng là Thư là 18 đó đúng không? À, từ đầu đến cuối là con cứ tin tưởng Thư là vào việc đó đó. Tại vì dựa theo cái khung thời gian là 2005 là chắc chắn là 18 tuổi rồi. Dạ. Mà thì sinh được ra thì sống 2002. Nhưng mà hai đứa này về bên Trà Vinh chích lục không có. Đúng ra là làm bên Trà Vinh, về Trà Vinh chích lục có, mà tại sao về Trà Vinh chích lục không có? Tại Vinh Long rồi sao đi làm chích lục Trà Vinh? Đấy mới đặt một cái câu hỏi nữa. Nếu gì là cái giấy chứng minh đó là có thật thì bà Lon này có phải là làm giả cái con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước không? Có đó thì cần. Nếu mà chết là cái đấy, cái câu của chị còn xa đấy, còn xa đấy. Cái chuyện gì đó dễ đâu. Còn cái mong ước bây giờ hiện tại của con là sẽ là cái gì vậy Thư? Ngoài con nói là con đem cho mẹ coi cái đầu của con vì bị mẹ Lon hớt tóc gì đó. Thì bây giờ con nói là về tới nhà là con cho coi, thì bây giờ có mấy có gì đâu con có gì đâu con không có cho coi được. Sao vậy không có cái gì để ngại cho con tự kỷ á. Giờ nếu mà coi thì giờ một là có tóc con là con mất, còn hai là con sống là tóc con vậy. Thôi. Gì đi. Em cũng không nên là giật coi nha. Em không có giật coi, nhưng mà hôm qua là bé Thư nói với em là về. À, em thấy bé đầu có nồi à, em hay hỏi sao con không cột lên bé Thư. Nó nói là mẹ Lon cắt tóc con, cắt con để dài qua đây nè, mẹ Lon nắm mẹ Lon hết. Rồi soạn cái đầu nhỏ ở trên đi. Trời ơi, nó dài. Cái cảm thấy nó không có tóc nên nó tự kỷ nên nó không dám xả cái đầu xuống. Không sao đâu con, tóc từ từ nó ra dài lại mà con. Rồi nó mới nói là mẹ về đi con cho mẹ coi, chứ giờ ở đây con trong bệnh viện con không cho mẹ coi. Nói em cũng chỉ muốn là con em nó để cho mọi người cũng thấy là mà Lon vậy, nhưng mà con em nó nói vậy em không dám. Đúng rồi, thôi thì tôn trọng những quyết định của con cưng đi. Tại vì nó nói em mới biết, nó nói là mẹ Lon hớt nó sợ nó tại tóc nó dài lắm, giờ nó không dám xả tóc xuống, nó cứ cột mặc dù cái đầu nó rất cực kỳ rõ mà nó cũng không dám xả. Trời ơi, nó xả xuống, nó thấy nó sợ nó. Sao mà cắt tóc con, có thể con chia sẻ cho mấy chú ở đây nghe được không con? Con lúc nào là cởi con hớt à. Thì con thấy nó dài rồi đó, tóc con dài tới nửa lưng con luôn á. À. Mà tóc con dài lắm, mà con hớt lên, con hớt có chút xíu à. Rồi cái mẹ con, mẹ nuôi con hớt cho con hớt.
nếu mà nói con á, nếu mà mày hớt á thì mày hớt chọc luôn đi, mày hớt, nếu mà mày không hớt chọc thì đừng có hớt. Trời ơi, con thấy nó dài quá, con hàm mà con cắt con cũng khúc bi dai à. Rồi con cái mẹ cắt tóc con á, mẹ cắt cho nó ngắn hơn, nó ngắn hơn hơn lỗ tai luôn, cắt này nè. Còn đầu con nói chung là con không có tiện nói ra, con như là người tự kỷ vậy. Cái đó là tác động của mẹ nuôi luôn hay gì? Cái đó mẹ nuôi con tác động không? Tác động luôn hay gì? Dạ. Có nghĩa là ở trên mái tóc con là cái chỗ mà con nói không được, cái đó là mẹ nuôi tác động con luôn hay gì? Dạ. Con có thể chia sẻ Cường có thấy đó không Cường? Con không muốn nhắc tới vụ đó. Thôi cháu thôi, bỏ đi con. Không nhắc không. Cái mong ước của Cường hiện tại là tới thời điểm này là mong ước gì con? Con mong ước gì hiện tại tới thời điểm này? Con nói đi. Con nói đi con. Nói đi con. Sao thì con nói vậy? Con cứ nói đi. Con có ngẫm nghĩ sao thì con nói. Cứ suy nghĩ cái gì mình nói vậy đó. Con không biết nói gì. Có cái mong ước của con, cái mong ước của con hiện giờ con, cái điều mà con trông chờ nhất, con mong ước nhất là điều gì sẽ đến với con? Con mong ước là ta sẽ xử lại cho con mà nở luôn con vợ con. Trời ơi, tội nghiệp con cô chú. Giở tay vợ lên cho đó. Người thương thôi, chưa có vợ nha. À đúng rồi, là người thương bạn con. Mình nói với vợ là mình sai. Đúng rồi, chưa đủ tuổi. Tại hai đứa con chưa có đủ tuổi. Con muốn là chỉ là cơ quan pháp luật xem xét lại cái bản án của con. Xem xét lại rồi bắt đầu là mình sẽ phúc thẩm lại. Để coi như là xem xét lại, nếu mà dơ cao đánh khẽ được thì tốt đúng không? Chứ còn với thời điểm này thì con cũng không biết phía trước con ngày mai nó sẽ đối diện với cái gì đúng không con? Nãy có lúc mà con đi lên xã, con xin ở xã là con đi khỏi địa phương qua nhà của bé Thư nè. Thì con có nói với chú là con nói là xã không biết hả? Không biết, không có quản lý. Xã là kiểu như là chỉ biết là khúc đầu thôi, là hai đứa con lên lại khai là lên tỉnh luôn, là từ đầu đến cuối xã không biết gì hết. À. Mong ước bây giờ là chỉ như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà như vậy thì cũng phải là cũng có chi phí để nhờ luật sư tư vấn, thì cái điều đó thì nếu mà trong thời điểm này gia đình con thì chú biết rằng là rất là khó khăn, thì như vậy thì con liệu như thế nào? Nhà con có đất đai tài sản gì không? Không, con mong là cô chú và con anh chị trên cộng đồng mạng nếu coi được cái này giúp đỡ cho con để con được ở ngoài ở với vợ con. Với cái sai lầm của con là ở chỗ là con tin rằng là Thư là có giấy chứng minh 205 nên con nghĩ là đủ tuổi rồi. Dạ. Nếu mà con biết nha, nếu mà chú hỏi này, nếu mà con biết là Thư không đủ tuổi như vậy con có yêu không? Dạ, mới đầu thì con cũng suy nghĩ tới vụ là đủ tuổi hay không đủ tuổi nữa. Thì là hợp với nhau, thương nhau thôi, nhưng mà không có suy nghĩ tới cái khoản đó. Tới rồi cái sự việc xảy ra rồi là con mới phát hiện là Thư chưa có đủ tuổi phải không? Dạ. Tới lúc mà ra là nói Hư là 12 tuổi, con cũng Hư rồi. Cứ xem mà nói không phải là con cũng tin luôn. Rồi con cũng là cho lại luôn, là đi tới đâu là đi đó. Bà ngoại sau khi mười mấy năm ra lạc cháu như vậy thì khi này cháu về bà ngoại vui ngoại? Rất là mừng à, rất là mừng luôn ha. À, rất là mừng. Giờ gặp nhau trong cái hoàn cảnh nó thật sự nó hết sức lẻo le, người ta thất lạc con cháu người ta tìm lại thì gặp nhau là vui, nhưng mà cái trong cái niềm vui đó có cái sự lo lắng rất là lớn là phía trước ngày mai cháu của mình về hai đứa, rồi trong một đứa đang gặp một cái nạn rất là lớn, không biết thời gian sắp tới sẽ gặp những cái gì. Mà bà ngoại nếu bà ngoại mong ước bây giờ, bà ngoại sẽ mong ước cái gì bà ngoại? Mong ước là như hai đứa cháu là gần gũi nhau lo cho tương lai và ngày sau thôi, chứ giờ cũng không mong ước cái gì hết. Mong là hai đứa nó ở nó yêu thương nhau, rồi tới chừng mà đủ tuổi mình sẽ làm đám cưới cho mấy đứa nhỏ hả ngoại? Dạ. Thì nếu mà mong ước chỗ cái vấn đề pháp luật thì ngoại sẽ mong sao? Thì mong cho cháu Cường là pháp luật
giải tỏa chung cho con cháu là ở ngoài thôi, chứ đừng có bắt tội con cháu là mà vì nó còn nhỏ quá, hai con nhỏ rồi tự chiến, chứ không phải là thằng Cường bắt buộc. Nói chung hai đứa tự nguyện, tự nguyện, dạ, dùng tự hiến, tự hiến dẫn cái đại sao giải không? Hôm nay nàng sủng ái ta, ta sủng ái nàng đúng không? Tự hiến thân, hiến rồi, không phải tự chuyên môn gì sao? Tự hiến, tự nguyện, tự nguyện. Cái nhiều khi cái câu nói của ngoại là sau này thành một cái trend á. Em có thể là hiến cho anh được không? Hiến em là được. Ok. Bánh mì đánh lử. Đâu đánh lại cái để lắc nhắn tin như vợ tôi em có hiến được không? Bây giờ nhìn trong cái hoàn cảnh như thế này thật sự đó là mong rằng tất cả của chú anh chị có những người mà hiểu biết về pháp luật, giỏi về pháp luật và có những luật sư hiểu luật và biết luật đó tư vấn cái trường hợp của em Cường và em Thư như thế này. Thì với cơ bản là mẹ ruột của em Thư đã cũng đã xuất hiện và cũng không mong muốn Cường phải vướng vào lao lý. Và cơ bản là bây giờ hai bên thì đều người lớn không ai mong muốn hết. Nhưng mà có một người mẹ nuôi thì rất là mong muốn điều đó. Nhưng mà người mẹ nuôi thì ngày mai sẽ đối diện và sẽ coi như là với mẹ ruột sẽ không biết trả lời như thế nào đây. Tại vì bà mẹ nuôi thì chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện rất là sai. Ông ngoại của ông ngoại thì đang rất là cần ngày mai để đối chất với bà mẹ nuôi của ông Thư. Bởi vì ông nói là đem sách chính tay ngoại sách Thư ra để cho kiến cắn. Mà ông nói ông rất là ức, lúc đó ông đi cạo mũ cao su kiếm tiền để nuôi con, lúc đó 11 đứa con mà. Ông nói là 2-3 lần gì đó. Ừ. Muốn đối chất với bà nuôi. Nên là gặp trong những cái chuyện éo le như thế này thì không biết là sẽ như thế nào, mà mong rằng là anh chị là liên hệ các kênh YouTube để những người mà có hiểu biết pháp luật tư vấn cho các cháu trong thời gian tới sẽ vượt qua cái giai đoạn rất là khó khăn như thế này của chú anh chị thật sự luôn. Bởi vì cái bạn Cường nói là trong cái sơ thẩm đó là Cường đã coi như là người ta đã tuyên là Cường là 7 năm rồi đúng không? Và gia đình cũng đã cho 15 ngày và gia đình cũng đã có kháng cáo chưa con? Rồi, kháng cáo rồi đúng. À, kháng cáo rồi. Mà có biết ngày nào là người ta sẽ phúc thẩm lại cái phiên tòa đó không? Dạ, người ta cũng không có nói nữa. À. Và cái tờ giấy đó bây giờ con cũng cầm cho người rồi hả Cường? Cái tờ giấy mà... Kiều án? Kiều án là con đem nạp lên là ta giấy tờ kháng cáo là chưa đưa lại nữa. Ừ, chưa đưa lại. Chưa phản hồi. Cái phiên tòa mày bữa diễn ra sơ thẩm đó là hôm đó là bà Loan với Gia Gòn có những ai? Bà Loan với chồng bà với... Cháu này còn... chồng bạn thôi, bạn với bà bạn đúng không? Bạn. Ừ. Bạn. Bạn với cháu không? Là có phải là cái ông mà chạy chiếc xe mà ấy không? Ông Phúc á. Ông Phúc hả? Bên anh. Rồi các anh em còn câu hỏi nào? Rồi bên bên Cường có ai không? Ai với ai? Bên con á. Bên con ai với ai đi? Bỏ lên tòa thôi chứ. Rồi rồi. Chỉ có con với mẹ thôi. Ờ. Sao có Thư liên quan trong đó mà Thư không đi à? Tại vì tòa không có cho lên. Không cho lên. Là sở ở dưới là chỉ được có ba người thôi đó. Ừ. Không có chứng chỉ thì mình làm sự là chuyện rồi. Nhưng mà thì con cứ rồi Cường với nghỉ ngơi đi, đi xe cả ngày mệt ha. Cho Thư đốt nhang nè. Hai bé Thư đi vệ sinh rồi. Đi xe cũng khá là lâu rồi. Mấy chào bạn cũng mơ luôn. Mấy nhìn vòng quay luôn. Bây giờ nè, mấy anh em né chỗ ngoại vô đó ngồi đi. Ngoại vô đó ngồi đi. Chụp điện rồi. Rồi, ngoại vô đây. Hỏi cảm xúc của ngoại coi sao. Ngoại nó thôi, tống từ căng đây đó. Sao rồi ngoại? Ngoại rất mừng. Ngoại mừng dữ lắm. Ba. Tình cảm ngoại nó nhiều hơn không để rồi ngoại rất mừng. Ngoại đó. Ngoại mười mấy năm mới gặp cái thằng đó ngoại. Mười mấy năm gạo lại với cháu ngoại. Mới ôm được cháu ngoại thêm lần nữa phải không? Ôm được lần nữa đó. Mới mặt thân quen. Trước giờ không có tìm được thân sao? Không tìm được cháu ngoại. Không bị mẹ nó tìm không được. Tại mình ở nhà rồi hỏi mẹ tìm được, mẹ đó nó giờ tìm không được. Em quay rồi. Quá xa luôn, cái quá xa luôn. Từ đây mà ra lộ lớn con thấy xa quá. Con cái này là vui nhất. Ngoại giây phút đoàn tụ. Ngoại ơi, nấu cháo chưa? Tụ có gì không có cháo. YouTube phạt 3 mâm á ngoại ơi. Ngoại mừng chứ. Bây giờ mừng dữ lắm rồi. Cho nên là cho mình bây giờ hiện tại dùng khắp được nhiêu nọ. Trời ơi. Có nhiêu nè. 2 ngàn. Dạ.
Con ơi, YouTube nó chứ nãy đi theo có mua bánh theo nhóc chân này. Bây giờ tới hai đầu bánh tét mà. Mới tới cái đầu ăn rồi. Mới bụng rồi ngoại ơi. Chọn cháu lên ngoại ơi. Vui quá ngoại, vui quá nhận được cháu. Con chạy tức ra trên 200 cây số. Trên 200 cây số. Anh em. Xa lắm. 200 cây hả? 200 cây. Trên 200 cây số. Hơn 200 cây. Hơn à? Xa lắm. Xa rồi. Để vô. Quá trời mừng rồi, quá mừng, con mừng dữ lắm rồi. Mười mấy năm mới gặp, tối nay thêm mình ngủ, mình ngủ luôn đừng dẫn đường nữa, ngủ luôn cái tức chứ. Gặp cháu ngoại này mừng dữ lắm rồi, tại thời gian là cũng như là mình cũng có đi cái đoạn tình trạng mà bị buôn bán vậy mà, nhưng không có tình trạng bán như cháu ngoại nha, người ta quýnh đành mình hành hạ mình này chia thì có thật, mà nhưng mà gặp cháu ngoại tình trạng nó khổ mình nên bây giờ cứ rất là thương cháu ngoại nhiều lắm. Bởi vì không cha không mẹ ở với cậu phụ của mợ dâu mà đứng ra bán mình chỉ có 90 ngàn thôi, 90 ngàn tiền hồi đó đó. Rồi. Ngày xưa là cho mà cho lại 90 ngàn hả cô? Đứng ra bán chứ không là cho. Dạ. Bán tôi nè. Chứ không có là nói cho. Cô bán hả? Người ta bán, ông cậu phụ á đi bán mình là có 90 ngàn. Dạ. Rồi có về thì gặp anh mừng quá trời mừng, trốn rồi mà bán ba hai ba lần vậy đó. Bán luôn, bây giờ người thương cho ngoại thương dữ lắm. Ở ngoại nhà được mấy phòng ngoại? Ba phòng hả? Ờ, được phòng cũng nhiều. Sáng nay mấy anh em con định ngủ nhờ lại ban đêm. Dạ được không con? Chắc là vui luôn. Mà con nghĩ là mấy anh em YouTube rồi đông quá gì rồi sao ngủ hết. Cái chạy con mình con chạy đó, có ngủ được rồi. Dạ, tại vì đây ra mà kiếm nhà trọ ngày mấy nói giờ ngủ giỏng được hả? Ông ngoại đâu ông ngoại? Hả? Giỏng của mấy đâu? Mời ngoại xuống rồi anh em ơi. Lo kêu ngoại đâu? Chào con xin ông ngoại đang có nhắn chữ rồi. Bây giờ con chào. Vinh chào. Đồng mà con ăn thương. Ông ngoại mấy người con ngoại? Mười bảy đứa. Thương mẹ nhà. Thương mẹ cô Thư là thứ mấy trong gia đình vậy cô? Thứ 8. Dạ, thứ 8. Ngọc Quyền thứ 8. Ngoại thứ 11 đó con. 11 đứa con, 9 đứa gái này. Mẹ Thư là tên Tinh Quyền. Ngọc Quyền. Dạ. Rồi em có ở nhà chung đây với cô với chú hả? Giờ đi ra hỏi thăm ông ngoại của chú anh chị. Ngoại chứ ra. Dạ. Cái tóc của tôi mắt là tù giết cái áo tù tù đã rồi chịu không nổi lắm. Dạ. Mà tôi dám câu lên một buổi chiều á. Dạ. Không tính chút cóc cắt chú câu chú cắt câu thì làm vậy hoài mà có là những tội nghiệp mà cứ nhìn tới là thấy là tội nghiệp. Ừ, tội nghiệp là cái tóc rồi. Cái áo con áo thành thành đó. Mà nó cái nước mắt tôi làm muốn ướt cái áo đó. Dạ. Tôi để ngày đó tôi ngồi đó luôn. Rớt nước mắt ra ngoài. Đó, tụi mấy chiều ai thì nó nè. Nhỏ gì là gì là thứ 11 á đi với vậy đó. Dạ. Chứ không thâm. Mà đây coi nè, tàu ở hai này có tôi nghiệp á. Tôi vợ nó nói là coi nè, hai này có tôi nghiệp. Mà nó khổ thì không giữ cho ông biết. Chứ nó vậy là nó lắc nó hoài. Như là sống, như là ngoại, tôi tiếp tục cái xanh vậy. Ra ngoài cái rồi tôi nói cho nó, rồi nó bắt tôi gấp quá trời cái nó. Mấy người xã ra trời ơi, ông mình đánh ông làm vậy. Là bà lo mà có đến đó chích lục, nhưng mà có người báo là nó là bà đến mà bà không đúng với cái tên người mẹ đó nên ta chích lục cho bà. Với lại con nghe nói là ông ngoại rất là ức chế cái chuyện mà có một chi tiết là bà lo mà có kể đó rằng là ông ngoại nghe không nhận cháu ức nhỏ đó rồi đem ra chỗ đầu cầu đó rồi để đó cho kiến nó bu nó có ông ngoại. Đây để cho kể cho hết là cái sự kích này con mẹ nó có bầu tôi cũng không biết nữa. Để lúc đó tôi nghèo. Tôi nói là cái xã Tư Nghiệp này á là nói gia đình tôi nghèo mà nghèo về đứng hạng 2 đó. Là cái xã này trong cái xã này không ai dám đứng hạng 1. Dữ vậy hả? Nghèo quá hồi lúc đó. Dữ vậy? Cái nhà tôi đẹp chứ. Cái dách là không có luôn. Chỉ có cái ở trên này nè. Là nhà nước cho cái nhà mà gì đó là 1 số 7 hay gì cái nhà con cột đúc ở đó mà con mình dùng chắc lá mà nó ở với ta nó một băng nó cho rồi
mà cũng vẫn ở. Rồi tôi thì tôi đi mạnh ngoài Đồng Nai, tôi cạo đủ xu. Đó cái ngoại tôi mạnh thì lúc đó mang nuôi 11 đứa con mà. Rồi có một mình tôi làm, mã thì giữ chứng đích. Hai đứa con nhỏ đó, cái tôi đi ngoại tôi cạo đủ xu. Cái tôi mới nghe nói vụ mà nhỏ gái nè, nó đẻ. Cái tôi còn điện giữ gì đỡ nó, giữ dẫn nè. Ông mẹ gọi nó đẻ giờ nó ở đâu. Ở ba đó tôi cũng không biết nữa. Nó vậy thôi. Tôi la thằng vậy để tôi đi về. Tôi về cái nó kiếm không gặp. Không gặp thì tôi chở chở mãi tôi cạo mũ nó. Bây giờ mướn một một ngày là một đêm mình cạo là một ngày đi về là 300 ngàn. Vì nó cạo phải đóng 300. Mình cạo phải đóng 300. Rồi đâu chị đóng nổi đâu. Nếu mình bỏ mình không cạo thì mình mất cái sở người ta vô thì mình không có cái chỗ mình làm. Cái tình trạng mãi thảo mãi sao ấy nghe nói vậy tôi chẳng dịch kiếm mà tôi hỏi nó không chạy không chạy chúng liền kiếm mà tôi miễn hỏi thằng ta thì cứ theo bản cái những bả nói ở Trà Vinh rồi ở Đồng Lâm trong Bến Tre rồi đâu biết đâu mà tiện đó như họ phải lên trình ấy nào bả nói bả ở Vĩnh Long tôi cũng tức tôi nói là Vĩnh Long mà phải bả nói ở chỗ nào á cái chỗ nào á là tôi biết liền bả không nói đó nó mới đọc cái chỗ đó cái bà hồ bà ở Bến Tre không bà hồ bà ở Bến Tre nữa cộng kỹ nhất rồi bà nói có hút mà bà nói đây là bây giờ mẹ cha cái nhỏ này thì bà không biết anh mà bà biết ông ngoại bà ngoại đó mà bà nói để đứng Trà Vinh đó mà thực tế là không ở đây mà phải bà nói thì nó giờ ở Vĩnh Long này chỗ nào đó thì bà ở đó bà có cái vậy thôi tôi nói vậy thôi tôi bỏ mà tôi coi vậy khóc bà cái đâu chịu nổi đâu. Cái là cái chi tiết mà ngoại sách thư ra chỗ cầu để đó là không có hả? Bởi vậy tôi mới kể rồi đi rồi tôi mới nói vụ đó. Đó cái như vậy là tôi mới đi về kiếm được rồi tôi nhỏ đi. Bả mới kể vụ mà nhà này chỗ này chỗ kia. Lý do là hồi chiều ngày nào tôi mới coi lại cái nữa là bả mới nói là hồi đó là con Ngọc Quyền á nó sanh con nó là con nhỏ này nè. Là nó đem vô nhà tôi đã xách cho tôi bỏ ngoài sân rồi cái nó xách đi vô tôi đem bỏ ngoài sân mà thực tế là tôi không có ở nhà thứ này đâu tôi ở ngoài Đồng Nai bà giờ không tin xác nhận muốn xác nhận là bây giờ tôi chỉ cho để mình đi thì cái chuyện mình đi ngoài thì lâu hẹn trước thế ấy rồi tìm đó không họ có này bạn bè mà bạn ở người ở xứ rồi bắt đầu tới mùa cạo mũ thì nó mới gom lại cạo mũ rồi đó rồi người lãnh lô cái này cạo rồi giờ tới mùa lượm hôn đều á thì mình mướn còn mướn thì mình đi mất thì đâu có vậy mà quanh năm suốt tháng tôi đâu có ở nhà đâu đó à, vậy mà tôi vậy tôi mới yêu cầu bây giờ cách làm sao mà tôi gặp để ba mặt một lời tôi với bà mà tôi hỏi lý do là hồi lúc bà con nhỏ này sanh ha bà ở đâu ngày mai á ngày mai là có thể là hẹn bà ủy ban xã rồi ông ngoại ra đó hỏi bà thì gọi vậy tôi mới nói là bây giờ phải cho tôi biết là bà giờ bữa nào lại gặp lại rồi tôi mới hỏi bà giờ lúc đó bữa thì cái lúc đó bà ở đâu ha rồi bà thấy tôi xách nhỏ con Ngọc Quyền mà đem con vô nhà mà tôi xách tôi bỏ cả thân đó là lúc đó là bà ở đâu rồi tôi kinh mấy lần rồi mấy cái đó rồi cái đầu bây giờ tôi cho địa chỉ ra thử đó ra hỏi mấy người đó thử hồi lúc đó thời gian khoảng là một trong năm đó là tôi có về nhà ở nhà hay là tôi sắt đi hay không hay là tôi ở mãi tôi cầm mũ một xu thì tôi yêu cầu chỉ vậy thôi. Rồi bà tiếng là bà nói là ông ngoại là sắt thư để ngoài trong kiến bù làm có ha tôi không có biết đó xanh nó đẻ nó đeo gọi nó đưa nhỏ nó kêu tôi không biết mà tôi về tôi hỏi điều tra nó là tôi muốn biết cái lần đẻ tôi đem về tôi không bị gì con nhỏ thứ ba của tôi á là nó cũng sanh một đứa con rồi đó nó tính nó cho cái tôi thôi ông không có cho bây giờ nuôi chẳng lẽ tao nuôi con tao mười mấy đứa được mà đứa cháu tôi không được rồi con của ông ngoại là mười mấy đứa luôn mà một đứa giữ gì đội banh vậy đó hả hồi đó có mê đó banh mà đẻ dữ vậy để là bên con tôi thì đậu lòng xanh trai cái xanh gái là để chứng minh trai thì minh mẫu thì trai mà đậu xanh da gái mà đó cái đầu xanh cũng xanh da gái xanh tôi nói xanh đựng nặng trai nữa là hai thằng là tôi nghĩ xanh không có cho xanh nữa cũng có nhà đẻ gái không để giọt chín đứa gái thằng trai mà chín đứa gái đó chín đứa gái rồi xong cái đầu đẻ thằng nhỏ nè bây giờ đó là nhỏ ở nhà nè
bây giờ nó có đôi đoạn trên mà nhờ, mà bây giờ nhờ dậy ra đẻ vậy mà nhờ tôi bệnh đợt này rồi nhờ mấy đứa gái không nó lo xong chứ đợt đó mà đẻ ăn chay không là đã luôn rồi đó ấy thành đổ bóng luôn mà đổ bóng thì đâu có chừng tôi chết luôn nó lo cho vợ con nó không à dạ đúng rồi qua đầu thì chết cái rồi chứ bây giờ giờ là tính ra hồi đó là ông ngoại kiếm chay là sai lầm đó thì mở vậy không có tính mình tính ra coi sao này vợ tôi gần tôi có con dâu giàu ra là nó sanh con đứa con cái nó không cho sanh đó cái tôi mới tôi gầy gầy xuống tôi nói nhà xuống này nó bệnh cái tôi nói hai chồng mèo lại tao biểu quay là cha cái nói gì cha là thôi giờ bay có một đứa con hả rồi thôi giờ có một nó được nhịp rồi sanh thêm đứa nữa đi cho nó có anh có em cái thôi thôi trời đứa mùi không nổi nhưng mà sanh nữa sao cũng nổi nó cái tụi mình nó bị tổng nó mình đâu có nói ép gì đó đâu có là bày tính đây tao nhẹ bày á là sanh cho mười mấy đứa mà tao chẳng luôn nói gì sao bày mà sanh có đứa nữa nó là trà khác còn khác cái vậy thôi tụi mình hết nói rồi là tới giờ nó chỉ có đứa thằng trai rồi giờ nó cứ dâu gọi sanh còn dâu nó vợ đẻ cũng có đứa con rồi nó đẻ nữa rồi giờ mình cũng đâu có dám nấu nó là không nói luôn rồi ông ngoại rồi nấu thì nó nấu kiểu đó là sao tại tôi cháu ngoại gái thì đó mà đứa gái nào cũng sanh là bao đứa hai ba đứa không à dỗ quả về mặt nhà luôn trời ơi cái tết nó gì à thôi con tôi mà nó gì à mà như con người ta thì cũng đỡ nó gì à ví dụ bây giờ nó về là tết nó về mà về đó cái mấy chập là cũng về cái hai ba đứa đó mà về cái bên trong ăn tết dài dài luôn ha ăn tết dài dài đợt cho ngoài ha mà nó tội nghiệp nó là động bên trong á ta giàu mình bị nghèo mà nó về đây rồi đúng đó đâu có chỗ đâu mà nghỉ ngồi xong nè mà bên trong nó cũng thấy ổ khóa gì hết trơn nó tình trạng đó là tôi la tôi lỡ vậy rồi nhờ mấy đứa đó ông nhờ mấy đó chứ này rồi dạ rồi nó cảm ơn ông ngoại rất là nhiều đã trả lời tụi con cũng đang rất là thắc mắc từ đi bên kia giờ nó là lo nó ngoài sách thư để ra ngoài cổng đó thôi giờ mình ra ngoài đi ngoài gặp mấy đứa cháu cho nó vui ha cái giải tỏa thắc mắc này con cảm ơn ngoài rất là nhiều nghe cảm ơn mấy chú đi ra ngoài rồi chị ơi